Buồn cười quá. Sao họ lại có thể chạm mặt nhau như thế chứ? Sao một người lại vừa đẹp trai vừa hài hước thế chứ? Đúng là đỉnh thật đấy. Đúng là diễn viên giỏi. Đúng vậy. Nhìn kìa. Con ăn một miếng đi. Cảm ơn mẹ. Cậu ta thật là hài quá đi. Diễn giỏi nữa. Ước gì chúng ta gặp được cậu ấy nhỉ? Trời ơi, sao vừa đẹp trai lại vừa hài thế nhỉ? Mình à? Có chuyện gì vậy? Có gì không ổn à? Anh Kang Nam Gu à? Ừ, chuyện gì vậy Cho Hi? Chúng ta ly hôn đi. Ly hôn ư? Em vừa nói cái gì? Chúng ta ly hôn đi. Vớ vẩn. Trời ạ, à, em à. Đó là cách duy nhất. Cho Hi. Được rồi. Anh biết gần đây em chịu nhiều căng thẳng. Nhưng ly hôn liệu có ích gì không? Làm bố mẹ đơn thân thì mới dễ có tiêu chuẩn mua nhà. Cái gì? Khoan đã. Em muốn ly hôn chỉ để được mua căn hộ à? Sao không chứ? Nếu như đó là điều tốt nhất cho đứa con duy nhất của chúng ta, có phải ly hôn thật đâu mà lo. Vậy là chúng ta ly hôn giả vì Rian à? Ôi trời ơi, em đúng là bị khùng rồi. Đến em đi làm ở Kang Nam còn thấy vất vả nữa là. Nên anh hãy hình dung Rian khổ thế nào khi phải học ở cái lò luyện thi đó. Đấy, em lại lôi chuyện Kang Nam ra rồi. Xem lại cho Rian học ở cái lò luyện thi ấy. Anh biết lý do rồi còn gì. Mà thôi, sao em lại nói với anh cho phí hơi nhỉ? Anh tránh ra. Em toàn dừng ngang chừng khi đang nói chuyện thôi. Gọi Kang Rim ra ăn sáng đi con. Anh Kang Rim, vào gọi anh đi. Đau quá. Anh ơi, ra ăn sáng đi. Đến giờ thì anh ấy khắc ra thôi mà. Đã thay sẵn quần áo rồi à? Chờ một chút, để dì lấy cơm cho cháu. Con không ăn sáng đâu mẹ, con đi làm luôn đây. Con không ăn gì mà đã đi làm sao? Sáng nay con nhiều việc quá. 4 giờ gặp anh ở trước cửa văn phòng mai mối nhé. Cả gì nữa nhé, gì Pung Cơm. Cả gì sao? Để làm gì? Làm gì vậy anh? Đừng đến muộn đấy nhé. Mẹ ơi, hình như anh Kang Rim có vấn đề thật rồi. Làm thế nào bây giờ? Con cứ để kệ anh ấy đi. Anh ấy muốn sống theo ý mình. Con mới là có vấn đề chứ không phải anh ấy. Nếu anh ấy kiện con thật thì sao? Con bé ngốc này, nó tức giận thì nó nói thế thôi. Thôi kệ, anh ấy có kiện thì cũng kệ. Con cảm ơn mẹ đã nấu cơm sáng. Sao mình phải làm mấy việc này? Kinh quá đi mất. Cho Hi muốn ly hôn. Ly hôn ư? Cứ làm như dễ lắm. Sao nó dám đe dọa chồng chứ? Nó không hề sợ bị thằng Nam Gu bỏ. Đêm qua nó vất vả quá rồi sao? Nếu mà thấy cảnh này chắc nó sẽ lại chọc ghẹo mình nữa. Thật là... Trời ạ. Nguyên đơn và bị đơn sẽ ly hôn. Không có tài sản chung trong hôn nhân để chia vì bị đơn không có đóng góp gì. Bị đơn sẽ phải ngay lập tức rời khỏi nhà.
và cấp dưỡng cho nguyên đơn 30 triệu won trả dần. Không thể như thế được. Này cậu luật sư, cô đi trước đi. Tôi đang nói với cậu đấy. Cậu không nghe thấy à? Chẳng phải chúng ta đã thảo luận xong trong phòng xử án? Xong ư? Nghe này, tôi ghét cậu hơn cả ghét vợ tôi đấy. Cậu là ai mà dám phá hoại gia đình quý giá của tôi? Đồ phá hoại hạnh phúc. Chẳng phải anh chính là kẻ phá hoại cái gia đình quý hóa của anh sao anh Cang? 3 năm trời không có việc làm tử tế, anh không chu cấp được cho gia đình, lại còn bắt thân chủ của tôi trả nợ tiền anh nhậu nhẹt cờ bạc. Sau đó anh còn tiếp tục đòi tiền và dùng vũ lực. Này, cậu có trực tiếp nhìn thấy tôi đòi tiền hay dùng vũ lực với cô ấy không? Anh lo mà nộp tiền chu cấp cho đúng hạn, tôi không muốn gặp lại anh đâu. Cậu nghĩ tôi còn muốn gặp lại cái bản mặt bảnh chọe của cậu à? Dám cấu kết với vợ tôi phá hoại cuộc đời tôi, cậu cứ liệu hồn đấy. Cậu không biết tôi là ai hả? Tôi mà đã ôm hận thì không đời nào cho qua đâu. Mà khoan đã, chúng ta gặp nhau chưa ấy nhỉ? Trông cậu quen lắm. Có phải cậu chính là người chơi trò cá voi không? Ôi thật là. Này cậu kia, điểm A cộng cho dự án của nhóm à? Ừ, tớ được điểm A cộng. Cũng không ngờ, vì tớ là một mình mà. Nhưng sao cậu lại muốn gặp tớ? Có cách nào hiệu quả nhất để rủ một người đi chơi không? Này, cậu thích em nào rồi à? Là ai thế? Là em nào? Tớ có biết cô ấy không? Cậu không biết cô ấy đâu. Thế à? Nhưng tại sao? Cậu sợ cô ấy từ chối à? Tớ sợ tớ rủ cô ấy đi chơi rồi thì sau đó gặp nhau lại cứ khó xử. Phải, còn chưa đâu vào đâu mà. Nhưng cậu cứ rủ thử đi. Cứ nói là cậu thích cô ấy. Phụ nữ thích đàn ông như thế đấy. Muốn là làm. Thật à? Thế nếu cô ấy từ chối thì sao? Biển còn đầy cá mà. Cứ dũng cảm lên. Cô ấy mà từ chối thì tớ sẽ an ủi cậu. Tớ sắp bị muộn giờ làm ở thư viện rồi. Tớ đi đây. À mà chân cậu thế nào rồi? Ngon rồi, chân tớ cứng hơn cả cầu sông Hàn đấy. Điểm kiểm tra giữa kỳ, gông chu A, C trừ. Sao điểm của cậu thấp thế? Đúng vậy không? Điểm thấp thật đấy. Thầy Sơ ghét bọn mình à? Hay là bọn mình hỏi thẳng thầy đi. Cậu làm gì vậy? Tớ muốn xem điểm của bóng bia. Han Sun A, A cộng. Cái gì? Không thể thế được. A cộng. Paran à, tớ bị hoa mắt hay sao ấy nhỉ? Thật vô lý. Đó là dự án nhóm cơ mà. Bọn mình phải làm ầm lên mới được. Cho bung bét luôn. Tớ biết vì sao chân nó bó bột rồi. Vì sao? Để được người khác thương. Nó xảo quyệt thật đấy. Trời đổ cơn mưa, tôi lại nhớ đến nàng. Nàng lúc nào cũng thật lặng lẽ. Sao đang nắng chang chang mà anh lại hát về mưa? Nàng giấu đi nỗi đau tình. Cô láng giềng đáng yêu, mang đồ sang giặt. Hai áo sơ mi nhé. Mang cái áo khoác đắt tiền mà cô giặt khô từ hồi mùa đông về đi. Tôi làm dịch vụ giặt là chứ không có dịch vụ gửi đồ. Lần sau nhé. Lần sau là khi nào? Khi có gió lạnh tràn về. Khi gió lạnh tràn về.
em sẽ cô đơn đến nhường nào. Ôi trời ơi, tôi bị làm sao thế nhỉ? Thôi đủ rồi. Này, anh giặt rồi ủi phẳng đẹp đẽ cho tôi nhé. Cô hàng xóm bán rau dưa mới xinh đẹp làm sao. Sao cái gã này dẻo mỏ thế nhỉ? Phải chi ở đây có thêm cái tiệm giặt là nữa thì tốt. Ôi, đã muộn thế này rồi cơ à? Phải rồi, nó dặn đưa cả Buri đi cùng nữa.